Cho anh em, trong video này mình sẽ giới thiệu với anh em một món đồ chơi, đó là con uh, Leatherman Free T4, đây là một con dao mà mình rất là thích Mình đã có con dao này một lần rồi bị mất và đây là con dao mình vừa được nhận lại phiên bản màu xanh Trời mẹ à, Cách đây vài năm á, thì khi mà Leatherman họ ra cái dòng Free thì mình đã có trọn bộ con Free T4, con Free T2 và cả con Free B4 này luôn đây là con Free B4 mà mình có được khoảng hơn 2 năm rồi và mình xài khá là thích Rồi Thì ở thời điểm đó mình có luôn một con Free T4 này nhưng mà thời điểm đó là nó chưa có màu mè Nó là một con dao màu inox giống như thế này Và không biết là đứa nào nó chơm mất Mình rất là tức, mình rất là thích con dao đó và Hôm bữa thì tự nhiên mình nghĩ là thôi thích thì khi kiếm lại thì mình gọi cho ông anh mình nói là ai anh ơi đứa nào nó cho mất con dao của em rồi thế là ông anh cũng gửi lại cho con free t 4 màu xanh lá thì trước khi mình khui con này mình sẽ cho các bạn coi cái hai cái con free t 2 và con free b 4 hồi trước mình có đây là free t 2 và free b 4 t 2 là một con này nó chỉ là con dao thôi thì trong cái dòng free nó sẽ khác với lại các dòng khác của con của Lederman đó <laughs> đó là tất cả các tool đều nằm bên ngoài và bạn có thể điều khiển bằng một tay bạn mở như thế này, Đấy. thì nó sẽ lật cái bộ tôn lên và bạn sẽ lựa cái bộ tôn đúng với cái bộ tôn bạn thích. thì ở trên con Free T2 này nó sẽ có một cái vít ba ke nè, một cái vít dẹp, một vít ba ke, một vít dẹp và một cái đầu vít nhỏ thì cái đầu vít nhỏ này nó sẽ có kèm theo một cái lỗ cái lỗ này để xỏ chỉ ví dụ như các bạn muốn luồn dây qua một cái gì đó như miếng da chẳng hạn thì các bạn có thể cắm cái miếng da này sau đó các bạn à, cắm cái chỉ qua cái lỗ này cho các bạn đâm cái này thẳng vô thì nó sẽ đi qua đó luôn hoặc là các bạn có một miếng cao su các bạn muốn lòn một cọng dây đi qua cái miếng cao su đó thì các bạn có thể cầm vô đây các bạn đâm xuyên qua thì đây là cái uh, tính năng của cái 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 cái, cái này nó giống như cái vít nhỏ nhưng mà có thêm cái uh, cái cái lỗ ở đây thì chỗ này nó cũng có mài bén không có bén đến mức để đứt tay nha nhưng mà nó vẫn có mài bén rồi ở trên đây nó có một cái đồ khui đây đây cái đồ khui đây cái đồ khui đấy và con dao và một con dao con dao này nó ngắn nó nhỏ và nó cũng bén và mình đã dùng nó vô nhiều thứ và bây giờ là nó nó hơi lục rồi và mình sẽ đi mình sẽ đi mài nó lại và có nhiều người họ nói rằng tại sao đồ của Leatherman ví dụ như con dao này đi nó không phải là làm một con dao siêu cứng mà nó là một con dao nó nó xài một lâu thì nó nó sẽ bị lục và hoặc là nếu như các bạn gọi là tác động mạnh đó, thì nó vẫn có thể gãy thì mình có hỏi bên Leatherman thì họ trả lời như thế này thì đây là những thứ mà chúng ta sử dụng hàng ngày cho nên là nếu như mà con dao này được làm bằng một cái chất liệu thép siêu cứng thì lấy cái gì mài nó Người, khi các bạn đang đi rừng các bạn chơi mà các bạn làm gì đó các bạn muốn mài liền thì các bạn sẽ không mài được cho nên là cái độ cứng của cái này nó đủ thôi có nhiều bạn thử bằng cách là các bạn cầm cái này các bạn cắm vô trong một cái cây một cái miếng gỗ thì lớn các bạn cắm ngập cái chui vô sau đó bạn thử bẻ tới bẻ lui mà thì ai mà chịu cho được thì nó cũng phải gãy thôi thì đó là cái thông tin mà mình chia sẻ thêm còn đối với lại cái free b4 mà mình đang có ở đây thì nó là một cái kèm hơn là một con dao gọi nó là một cái kèm hơn là một con dao thì cái này mình dùng ở trong nhà hay là mình khi mình đi làm thì nó sẽ có nhiều bộ tool hơn nó có kìm nè nó có dao nè nó có dao răng cưa nè nó có cưa nè đó là dao răng cưa và cưa thì cái dao răng cưa thì nó sẽ nó sẽ bén hơn và nó có cái kéo mình cũng khá là thích cái kéo này kéo đây còn thấy cái kéo không đây, kéo rồi thì tất cả những cái tool của dòng free thì nó nằm bên ngoài nó sẽ khác với lại các dòng khác của Leatherman là khi bạn phải mở bên trong ra bạn mới khui được thêm đồ bên trong thì cái này nó sẽ nằm ở ngoài thì ngoài những cái kia ra thì chúng ta sẽ có cái đồ khui đồ hộp chúng ta sẽ có cái thước chúng ta sẽ có đồ, đồ khui đồ hộp chúng ta sẽ có cái thước nhỏ rồi một cái dũa và một cái uh, cắt dây ở dưới đây cái cái cắt dây quay qua đây thì nhìn sẽ dễ thấy hơn. Đấy, và đồ, đồ khui. Cái khui đồ hộp này thì bây giờ thì ít người ăn cái đồ hộp kiểu ngày xưa mà có cần phải khui nên bây giờ không thấy thì các bạn có thể thử như mình hay dùng cái này để biết để mình uh, khui lon sữa. Đấy, khui lon sữa để uống uh, cà phê sữa đó. Rồi thì đây là con b bộ con B4 mình dùng ngày ở nhà siết đồ siết đạt những cái thứ mà trong phòng của mình thì mình dùng con b 4 này nhiều thì khi đi ra ngoài lúc trước kia thì mình dùng con t 4 nhưng mất con t 4 thì mình tạm dùng con t 2 thì uh, chủ yếu là ví dụ như đi chơi rồi uh, làm uh, gọt trái cây hay gì đó rồi thỉnh thoảng ví dụ như cần đồ siết đồ thì nó cũng có nhưng mà thứ thứ mà mình thích nhất trên con t 4 thì mình khui con t 4 này cho các bạn xem đây là con T4 ngày xưa nó là một cái hộp khác à, một cái hộp khác để mình lấy cái hộp cho bạn xem rồi ngày xưa dòng T á, thì nó sẽ bỏ cho trong cái hộp giống như vậy nhìn nó rất là đồ công việc á và nó là cái màu inox luôn nhưng mà bây giờ thì khi mà dòng T á nó có màu mè hơn thì người ta sẽ thích bỏ nó vô trong một cái hộp giống như thế này hơn nhìn sẽ ra được cái màu sắc của cái sản phẩm rồi bây giờ khui nó ra xem nào khui chiều nào ta hình như cái này khui là phải bóc ra luôn hay hay sao á bóc ra luôn cho nó bóc ra là hư cái hộp luôn á à, okay, bóc thôi sao kỳ vậy ta. đáng lẽ phải có cách nào đó bóc để không hư cái hộp chứ ta chứ không lẽ là nó... hình như hình như là làm hơi sai, nó đáng lẽ là phải khui dưới đít lên thì nó sẽ không hư cái hộp. rồi đây đây là cái hộp sau khi đã khui và đây là một cái tờ giấy duy nhất trong cái đây thì đây là quy định về bảo hành thì đồ của Leatherman sẽ được bảo hành 25 năm thì trong 25 năm đó các bạn có thể gửi hãng sửa như thế nào đó rồi đây lại, đây lại rồi đây là con free T4 lấy nó ra thì con Free T4 này nó sẽ có màu xanh lá Mình chọn cái phiên bản màu xanh lá Đáng lẽ là mua màu hồng nhưng mà hết màu hồng rồi Thì con Free T4 này Nó sẽ không có cái kìm Tại vì thật sự khi mà các bạn đi ra ngoài đường đó, Các bạn cũng không cần một cái kìm để làm cái gì Và trong cái giỏ mình nó có một cái kìm nhỏ nhỏ rồi Cái kìm đó nó nhỏ hơn Hơn là việc mà chúng ta sẽ phải mang theo một cái bự như thế này Thì cái bự như thế này á Xài khi mà xài nó rất là phức tạp Nó sẽ phải tại cái kiện bạn không có cái bao đây bạn kéo ra thì không ai bỏ cái cái cái, cái kềm bự thế này vào thế thì mình sẽ bỏ con này ở nhà mình sẽ thích mang theo con dao nó như vậy hơn và cái nữa mình thích con dao của free t 2 hai và t 4 và mình thích con t hai bốn hơn là tại vì ngay cả con t 2 nó sẽ cho mình cảm giác bạn là cầm vũ khí nó là con dao trong khi đó thật sự là bạn đang cần một cái thiết bị một cái đồ dùng cá nhân và nó tiện chứ không phải là một con dao Cho nên là mình thích cái design của con T4 hơn rất là nhiều Và nó sẽ có một cái kẹp, một cái clip ở đây Để cho bạn kẹp vô như thế này Đấy. Thì để nhiều khi chúng ta kẹp nhanh vô trong đây Thì ở đây nó sẽ có hai cái chốt Thì bên đây mở ra Thì nó giống như là con T2 Đấy. Nó có dao nè Nó có một cái đầu vít nè Một cái đầu vít dẹt đó rồi nó có cái cái này là cái 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 mài cái rũa cái rũa đây là cái dũa. rồi thì ở chiều ngược lại nó sẽ có cây kéo nó sẽ có cây kéo con vít ba ke và cái đầu vít kim cái đầu khâu kim và mình thích con này ở chỗ là nó có cái có hai thứ đầu tiên là cái kéo kéo này coi vậy thôi chứ nó tiện lắm nhiều khi á, bạn cần bạn cắt những cái nhỏ như ví dụ đi chơi bạn ví dụ bạn đi du lịch đi bạn đi du lịch cái sau đó là bạn mua cái áo mới bạn cần cắt cái mạc rồi hoặc là bạn làm mà đi chơi bạn ăn cái gì đó bạn cần đồ cắt cắt đồ ra hoặc là cắt gì đó ha. Đấy, cắt rất là đẹp rất là bén là cái kéo rồi cái thứ mà mình thích nhất trên cái con t 4 này là nó có cái nhíp cái nhíp ở đây ở đây nó có cái lẫy nhỏ này các bạn thấy không trên cái lẫy nhỏ này nó có một cái nhíp à, các bạn kéo cái nhíp này ra Đấy, đây là cái nhíp Đing. đây là cái nhíp thì cái nhíp nhỏ này nó rất là tiện lợi nhiều khi Chị mình đi đâu đó, mình cần sửa đồ hoặc mình rớt những cái đồ nhỏ nhỏ thì có cái nhiếp này cầm nó đã lắm thì lúc trước là mình làm nhiếp ảnh mà cho nên là nhiều khi chúng ta chụp sản phẩm rồi chúng ta có những cái cần phải chỉnh hoặc là cái gì đó thì có một cái con dao như thế này cái bộ phụ kiện như thế này nó rất là đã và cái nữa là nhìn khi mình nhìn một con dao mà nó nhìn thế này, nó bầu nó vuông nó không quá dày. Cầm nó chắc tay thì nó có cảm giác với mình đây là một cái công cụ hơn là vũ khí. Cho nên nhìn nó đẹp, nó tiện và nó dễ dùng, rất là dễ dùng. Và tất cả những cái tool trên con con dao Leatherman T4 này các bạn hoàn toàn các bạn có thể dùng một tay để mở nó như dao nha. Đây các bạn mở dao lên. mở dao là một tay rồi đóng vô Đấy. rồi các tool khác thì chúng ta chỉ cần bóp trên đây thì nó sẽ ra cái bộ tool sau đó các bạn lựa các bạn lựa xong cái bạn đây, các bạn không xài cái cái tool này nữa các bạn bấm vô các bạn thì ý nghĩa của cái chữ free ở đây là các bạn hoàn toàn bạn có thể làm bằng một tay còn trước đây đối với những cái đồ của Letterman khác thì bạn phải có những cái là bạn phải làm bằng hai tay thì đối với cái tool này cũng vậy đây đây, đây mở tool ra đó, chúng ta có thể dùng một tay chúng ta lựa tool rồi mở lên dùng một tay lựa tool nó rất là tiện nó rất là tiện cho công việc của chúng ta Đấy, một tay tất cả đều xử lý bằng một tay được hết đấy thì đây chính là leatherman free đấy, bây giờ mình sẽ mở hết tất cả các tool ra cho các bạn xem nhé đấy. rất là đẹp đúng không rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này